Sau khi trở lại Nhật Bản, Đức Nhân lần đầu đăng clip chia sẻ cảm xúc và tình hình hiện tại thu hút sự chú ý đông đảo khán giả. Những ngày gần đây, cái tên Đức Nhân và Cao Hữu Thịnh được phủ sóng trên khắp mặt báo và các nền tảng mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà Nhân Vlog đăng clip tố bác sĩ Cao Hữu Thịnh làm việc không có tâm và không thống nhất, rõ ràng về thời gian trong khâu tiêm kích trứng. Trước sự việc trên, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã đăng video phản bác trên YouTube và TikTok. Anh khẳng định thông tin Đức Nhân chia sẻ là hoàn toàn không chính xác. Vị này cho biết bản thân cô không tuân thủ phác đồ điều trị, thường xuyên không đến khám đúng lịch hẹn, do bận đi tiệc, bận quay clip. Ngoài ra, bác sĩ Thịnh cũng thẳng thắn nêu quan điểm rằng bà Nhân Vlog cố tình diễn, dùng câu chuyện tìm con với mục đích câu view thương mại. Lập luận của bác sĩ Cao Hữu Thịnh nhanh chóng nhận được sự đồng tình của mọi người. Sau đó, không ít cư dân mạng còn tìm đến Facebook cá nhân của Đức Nhân để chỉ trích và mong muốn cô sớm lên tiếng xin lỗi bác sĩ Thịnh. Nhận thấy bản thân đã trách nhầm bác sĩ Thịnh, vào ngày 14 tháng 3, nữ YouTuber quyết định tổ chức cuộc họp báo để làm rõ sự việc. Tại đây, vợ chồng Đức Nhân đích thân xin lỗi bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Cô thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết về thời gian tiêm kích trứng và hốc trứng dẫn đến hiểu lầm bác sĩ Thịnh. Ngoài ra, vợ chồng cô khẳng định rất khao khát có con nên không bao giờ cố diễn hay cố dùng chiêu trò để câu like. Vào ngày 17 tháng 3, bà Nhân Vlog gây bất ngờ khi chia sẻ clip về Nhật Bản cùng ông xã lời kèm nhắn. Điều Nhân cần làm bây giờ là sửa tất cả lỗi lầm của bản thân và hoàn thiện hơn nữa. Mới đây, bà Nhân Vlog tiếp tục đăng tải clip trải lòng sau khi trải qua drama với bác sĩ Thịnh. Thứ may mắn của một đứa chẳng có gì như Nhân, kể cả việc khóc cũng phải giấu. Tuổi thân ấm ức cũng một mình như Nhân, không thể chia sẻ với ai, ngoài tự mình vượt qua tất cả. 28 năm dù một mình cũng không cho phép bản thân gục ngã, huống chi bây giờ đã có anh cùng đồng hành trên mọi nẻo đường. Thì việc hoàn thiện bản thân, mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp là lẽ đương nhiên, sai ở đâu đứng lên ở đó. Đó là câu Nhân luôn phải nhớ khi để sửa đổi bản thân mình. Những chia sẻ trên của Đức Nhân nhanh chóng sự chú ý, có hàng triệu lượt theo dõi. Đa số khán giả vẫn bày tỏ thái độ gay gắt với bà Nhân Vlog và mong muốn nữ YouTuber hay ít nói và hành động nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.